Đang thân vân nay thiên thần hiện ra báo mộng. Này ông Giuse thuộc dòng tộc David hãy nghe. Kìa Maria đang mang thai là do Thánh Linh. Tới khi hạ sinh thì đặt tên con là Giêsu. Tình thương Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một người con trai đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong lòng là do Thánh Thần mừng vui Giuse bằng lòng nhận nên cha dưỡng nuôi, cùng Maria trong tin yêu dựng xây thánh gia, khó nguy vượt qua giờ hiền vinh cha hiền công chính. Nguồn tình Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một người con trai đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng. Đâm chồi mầm non nhánh nhỏ thần khi Đức Chúa ngự trị và ban ơn thánh cho, đầy ơn khôn ngoan danh uy phong hiểu biết mến tin, tới nơi trần gian để ngài bênh ai nghèo chung tín. Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một người con trai đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một vì làm thông lãnh ích duyên, từ khi vô biên ngày ban sơ ngài có trước tiên, tới chân đoàn chiên là vì danh uy quyền Thiên Chúa. Nguồn tình thương Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một người
người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.